cô chú là bán ngay công viên Phú Cường đó cả nhà. 2 giờ là chú bằng ra như cù hả chú? 2 rưỡi hả? Dạ. Cô chú dọn ra 2 rưỡi cả nhà. Nhưng mà lưu ý là ngày chủ nhật là cô chú không có bán. Ngay công viên Phú Cường. Vẫn là 1 ly 13 ngàn như cũ cả nhà. Sau dịch vẫn không có lên giá gì hết á. Vẫn là giá cũ. Nghỉ ngơi à chú? Dạ. Lấy. Lấy. Mà bên trong có ai? Hôm nay khoai mì ngon ghê luôn á, nó dẻo quá trời dẻo luôn rồi nha. Dạ. Dẻo ngọt quá. Mùa này á nó cũng bị sườn á, có mùa mưa nó mới bị sườn. Cái này là mới nhập mình đó. Dạ. Mùa này là cực kỳ ngon luôn. Đây, chú cho nó vô trong cái cối xay rồi xay nó ra thành sợi vậy nè. Cái này xay chắc 2 lần là được phải không chú? Khoai lần nè. Xay có lần thôi hả? Dẻo rồi. À. Khi nào khoai nào không dẻo mới xay 2 lần. Dạ, khoai xay 1 lần là biết khoai nó ngon đến cỡ nào đó. Cô chú nghỉ dịch lâu dữ vậy? Học sinh mới chưa đi học á. Dạ, em chưa có bạn á. Nghỉ quá trời quá đất luôn á. Nghỉ chắc phải 6 tháng rồi. Dạ, mới bán có tuần thôi. Cái này là xay được 3 ly hả chú? Có này tùy theo à. Dạ. Thank you.
ngon ghê luôn á. Chú nói là cù mì này là sao mà mùa này nó ngon chú? Bởi vì mùa này là cù mì đắp bưng. Đắp bưng hả? À. Dạ. Đắp cầm đắp đen á. À dạ. 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 Rất là ngon. Chứ còn khoai mì mà mùa mưa là không có ngon đâu. Mùa mưa là khoai sợi. Sườn sườn đó phải xay hai lần nó mới dẻo. Đó cái ổ củ khoai mì mà bè ra nó đã ngon như vậy, bảo sao xay lên nó ngon được. Dạ con biết rồi cô. À, cứ ngày chủ nhật là cô chú có bán đâu á cả nhà. Thì ngon luôn á. Rồi à, xuống đói bụng quá, Thảo làm một ly liền cái đã để tính tiếp. Nói chung là củ khoai mì bình thường nó đã ngon rồi mà mình cho nó vô xay rồi nó dẻo lên á, nó quyện lại đó, rất là ngon. Đó, mọi người coi nó ngon ghê không. À, chú cho vô ly vậy luôn á, đó. Đó nó dài xuống vậy luôn á. Quá trời ngon luôn á. Nước cốt dừa ở đây ngon dữ lắm, béo này. Cái này là chuối. Dạ con biết rồi cô. Cái này là chuối hấp. Cô bán có hai món, khoai mì sợi và chuối hấp. Chuối cô cùng bán 13 ngàn hả cô? Lúc trước có 13 ngàn. Dạ. Dịch mặc dù giá nó có leo thang nhưng mà cô vẫn bán giá cũ. Muốn cái gì cũng lo nó đó mà nên bán không lo. Dạ đúng rồi con biết rồi. Giờ qua cái dịch lại con gì cũng lo nó rồi. Để cái quay này, cái quay này, cái này là cái máy xay thịt. Vô xay khoai mì. Cái củ khoai mì của chú nó ngon ghê không? Nhìn nó quá trời ngon luôn này à. Khoai mì này chắc ở Tây Ninh hả chú? Không, mình cũng nấu Bình Dương. À Bình Dương hả? Dạ.
thấy cô chú xay tới đâu bán tới đó cho nó ngon á. Chú là khách tới đông thì mình lại xay tiếp, xay cái lượng, xay cái lượng vừa phải. Một ly 13 ngàn thì cũng rất là rẻ ăn chơi. Mì mà sau khi xay là ăn kèm với nước cốt dừa nè, đầu nè, mè nè và hành, mỡ hành nữa, ăn rất là béo. Mọi người có thể coi thấy khoai mì rất là ngon luôn á. Tất cả các khâu á, cô chú làm rất là vệ sinh nè, đều có bao tay vô rồi hết.